Ngọc Hảo xin chào tất cả các bác các anh. Hôm nay Ngọc Hảo giới thiệu đến cho tất cả các bác các anh một cái đôi loa cổ rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Và cái thương hiệu ngày hôm nay là một cái thương hiệu mà mỗi khi nhắc đến những cái thương hiệu âm thanh hàng đầu của Nhật Bản thì Sansui là một trong những cái thương hiệu mà chúng ta không thể nào mà không kể đến, rất là nổi tiếng. Và cái model ngày hôm nay là Sansui SD2002, một trong những cái model mà thuộc trong những cái top thành công rực rỡ của thương hiệu Sansui xuất dành riêng cho thị trường Mỹ. Thì cái đôi loa này sản xuất được hãng sản xuất dựa trên cái nền tảng công nghệ của Mỹ và xuất dành riêng cho thị trường Mỹ, nên khi chúng ta nghe cái chất âm của nó rất là ngọt ngào, chi tiết, rất là chất lượng luôn. Bởi vì chúng ta biết đó là cái thị trường Mỹ là một cái thị trường âm thanh cực kỳ khó tính luôn nha mọi người. Và cái model ngày hôm nay là một trong những cái model loa cổ của thương hiệu Sansui, đặc trưng đó là cái lưới mắc cáo. Và về trong cái tình trạng ngày hôm nay Ngọc Hảo về nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Nó nguyên bản 100%. Và trên thị trường để có một cái đôi loa nguyên bản mà nó đẹp như vậy thì Hảo thấy cũng khá là hiếm. Thì cái mức giá Hảo công bố cái mức giá luôn. Cái mức giá ngày hôm nay Ngọc Hảo gửi tới cho tất cả các bác các anh với mức giá chỉ có 8.900.000 đồng thôi. Bác và anh nào mà đang sưu tầm một cái cặp loa cổ để về trưng bày trong nhà cho nó cổ kính, cho nó hoài niệm, thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu ngay cái model này. Thì đối với cái đôi loa này thì các bác các anh nghe những cái thể loại nhạc vàng này hay là những cái bản nhạc bolero rất là hay, hoặc là với cái cấu hình này nó thể hiện những cái bản nhạc acoustic cũng cực kỳ rõ ràng luôn. Để một cái đôi loa mà thể hiện được những cái dòng nhạc acoustic thì cũng rất là khó tính, mọi người đòi hỏi cấu hình rất là cao. Nhưng mà cái cấu hình ngày hôm nay có thể đáp ứng được cái nhạc acoustic rất là rõ ràng. Thì bác và anh nào lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình nha. Và bây giờ thì Hảo sẽ quay chi tiết, sau đó thì Hảo sẽ test nhạc cho các bác các anh. Thì mọi người thấy này, về cái ngoại hình của nó rất là đẹp luôn. Cái này là nguyên bản 100%. Thì Hảo thấy để trên thị trường mà nguyên bản như vậy mà đẹp vậy thì cũng khá là hiếm cho mọi người. Cái lưới đặc trưng của cái dòng loa cổ của thương hiệu Sansui xuất dành riêng cho thị trường Mỹ thì đặc trưng là cái lưới mắc cáo đây mọi người. Đó, cái mắt của nó là nó không bị gãy mắt nào luôn. Và cái logo thương hiệu Sansui đây. Cái này các bác các anh nào mà thích sưu tầm loa cổ và mọi người trưng bày trong gia đình, chúng ta nhìn nó rất là đẹp luôn, rất là hoài niệm. Được rất hảo bán thì cũng có cái dòng 2200, 2000. Đó thì các bác các anh lấy ngay. Và cũng có rất là nhiều bác và anh điện đến nhưng mà đã hết. Thì hôm nay Hảo về lại cũng chỉ có một đôi duy nhất mà thôi, cái dòng 2002. Cái ngoại hình thì nó cũng tương tự vậy đó. Cái chất âm thì Hảo thấy cũng không khác biệt gì nhiều. Nên bác và anh nào mà được trước mà lấy mà hết á thì đợt này mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu ngay cái model này. Hảo về cũng chỉ có một đôi duy nhất thôi nha mọi người. Thì mọi người thấy này, đó, cái lưới hai bên thì bên nào cũng đẹp hết á. Lưới mắc cáo không có bị gãy mắc nào luôn. Và về là nguyên bản 100%. Nó được sản xuất hoàn toàn tại Nhật. Và nó sở hữu cái bát là 30. Đây bây giờ Hảo sẽ lấy ra cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy cái lưới này, cái logo của thương hiệu Sansui. Đây, đã sao. Cái thùng của nó Hảo thấy là nó đặc biệt và nó khá là dài. Nó dài hơn những cái thùng của những cái loại khác Ngọc Hảo bán. Cái này nó sẽ có viết vậy này để cho các bác các anh mà mua chúng ta mua về thì mọi người đặt vô. Đó, bên này này. Đây cái lưới bên này thì mọi người thấy là đẹp hết nha mọi người. Không có bị gãy mắc nào hết á, nó nguyên bản như vậy luôn. Mà cái màu gỗ này là cũng là cái màu gỗ nguyên bản vậy á. Thì bác và anh nào mà thích sưu tầm cũng được luôn, mọi người thấy là nó sở hữu cái bát 30. Đây là cái viền của nó là cái viền rin hết á, nói chung là cái này là nguyên bản 100%. Và mọi người thấy là cái màng của bát này. Đó, cái màng bát nó được làm bằng màng giấy và cái màu nó sáng rực rỡ luôn. Rất là đẹp luôn.
Về mà được cái tình trạng như vậy cũng khá là hiếm, bởi vì đây là một trong những cái dòng loa cổ có thương hiệu Sansui xuất dành riêng cho thị trường Mỹ, nên cái chất lượng của nó rất là hay luôn. Đó, bên này mọi người thấy này, cái bát bên này cũng vậy đó, sáng rực rất là đẹp. Nó sở hữu cái mic đây mọi người, cái mic với đường kính là 15. Đây, nó sẽ có hai cái mic luôn, nên đối với cái thiết kế này á, chúng ta nghe cái âm mic nó khá là rõ ràng. Rất là hay. Trên này là cái trap, nó có thêm hai cái trap ba đường tiếng, nhưng mà lên đến là 5 loa, độ thông hơi của nó là nằm ở phía trước. Đó. Cái thân thùng mọi người thấy này, hãng thiết kế khá là dày, dài hơn rất là nhiều so với những cái thương hiệu, những cái thùng gỗ khác mà Ngọc Hạo thấy. Nên mặc dù qua cái thời gian rồi nhưng mà nó cực kỳ bền bỉ, rất là chắc chắn luôn, người ta làm gỗ cực kỳ chất lượng đó nha mọi người. Cái gỗ này là cái gỗ nguyên bản, cái gỗ ốc chó của nó đó, rất là đẹp luôn. Để Hạo quay hai bên cho mọi người thấy. Đây, đó, thùng bên này cái vân gỗ của nó mộc mạc, nó tự nhiên vậy nha mọi người, nó nguyên bản vậy. Còn bên này với mức giá chỉ có 8.900.000 đồng thôi, thì bác và anh nào lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hào qua số điện thoại ở góc màn hình. Cái giá này là cũng dễ hợp lý lắm mọi người. Những cái model trước thì nó cao hơn, nhưng mà đợt này Hảo về cái giá hợp lý thì Hảo cũng gửi tới cho tất cả các bác các anh một mức giá nó dễ chơi. Đó, mình nhập vào nó giá thấp thì mình bán thấp, còn cao thì mình bán cao. Đó, cái tem ở phía sau đây mọi người thấy này, nó vẫn còn đầy đủ hết đó. Đó, trên này nó sẽ có hai range này, mic range để chúng ta chỉnh cái âm cao và cái âm trung á. Thì trên này nó sẽ có clear natural soft này, thì để chúng ta ví dụ bác và anh nào chúng ta thích nghe clear, nghe sạch sẽ, hay là mọi người thích nghe tự nhiên hay là nhẹ nhàng mềm mại, thì chúng ta chỉnh trực tiếp ở trên đây, tùy vào cái không gian riêng mà chúng ta bố trí để mọi người chỉnh. Và trên này nó sẽ có những cái dạng hai range này, mic range, lao riêng, để bác và anh nào muốn biến cái loa này trở thành một cái loa sub này, à, cái loa để mà thiên về âm trầm, âm trung hay âm mid, thì mọi người chỉ cần kết nối vào đây nha mọi người. Ở bên này cái trạm kết nối của nó là cái trạm mỏ chim, nó được sản xuất tại Tokyo, Nhật Bản đây mọi người. Đây. Đó. Cái công suất của nó là 50W trở kháng là 8 ôm, và cái độ nhạy của nó lên đến là 100 dB nha mọi người. Đó, loa cổ nhưng mà cái độ nhạy nó rất là cao. Với cái độ nhạy này chúng ta có thể so sánh ngang hàng với những cái dòng mà loa họng kèn, ví dụ như cái thương hiệu Calip, cái loa mà những cái dòng mà Calip họ có cái độ nhạy nó cũng từ 100 trở lên. Ở bên chúng ta đánh nó rất là hay, rất là dễ ghép âm ly luôn. Cái đôi loa này là không cần âm ly, mọi người có thể đánh với đề nông hay là những cái dòng âm ly của Nhật, của châu Âu đều rất là hay. Đây. Đó, nghe nhạc vàng, bolero hay acoustic đều tuyệt vời. Đó, phía sau cũng còn tem đầy đủ hết á, rất là đẹp luôn, với mức giá chỉ có 9.700.000 đồng. Bác và anh nào mà lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạ qua số điện thoại ở góc màn hình nha mọi người. Ở bên góc màn hình có số điện thoại của Ngọc Hạ á. Bây giờ thì Hảo sẽ mời mọi người thưởng thức một ca khúc tuyệt vời luôn nha mọi người. À, thì bác và anh hồi nãy mọi người liên hệ trực tiếp, thì trước khi mà test nhạc á, thì Ngọc Hạo sẽ giới thiệu chút xíu về nhạc lắp lét chất lượng cao ở bên Ngọc Hạo. Thì nhạc ở bên Ngọc Hạo thì Hạo cũng lấy từ cái nguồn nhạc mà Ngọc Hạo bán luôn, nên mọi người yên tâm về chất lượng. Thì nhạc ở bên Ngọc Hạo họ sẽ có cái USB này với dung lượng là 64 GB, với mức giá là 600.000 đồng, 128 GB là 800. Còn bác và anh nào mà thích nghe nhiều hơn á, thì mọi người lấy qua cái ổ cứng, ổ cứng thì Ngọc Hạo bán đây, cái dung lượng của nó là 500 GB đây mọi người, 500 GB là 1.500.000, và 1T là 2.500.000. Nhạc bên Ngọc Hạo cam kết lắp lét chất lượng cao, được rip từ CD gốc, nên các bác các anh nghe yên tâm. Thì bác và anh nào lấy loa hay là lấy USB lắp lét chất lượng cao thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại ở góc màn hình. Và đôi loa thì Hạo cũng về chỉ có một đôi duy nhất thôi nha mọi người, lâu lắm rồi mới về lại. Thì bác và anh nào lấy thì liên hệ trực tiếp nha mọi người. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo, và mời mọi người thưởng thức nhạc. Thank you.
Bye.
chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phải mà nhớ thương. Lòng tôi chim lá trên cành thu về héo khô. Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi. Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phải niềm nhớ thương. Lòng tôi heo bay đang về tôi còn vẫn vương. Tôi còn nhớ thương thu về tôi nhớ người. Bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi, nghe lao sao ngoài hiên vang lá vàng rơi. Dù biết ngày mai nắng xuân không về, chính cánh lúc chim vẫn u mê. Dù biết người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai. Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi cũng vẫn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước túi xuân theo chiều nắng phai, bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ. Mỗi khi thu về tôi nhớ đi mãi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phải niềm nhớ thương. Lòng tôi heo mới đang về tôi còn vẫn vương. Tôi còn nhớ thương thu về ôi nhớ người. Bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi, nghe lao sao ngoài hiên vang lá vàng rơi. Dù biết ngày mai nắng xuân không về, trên cánh lũ chim vẫn còn mang hơi thở, chắc tôi cũng vẫn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước túi xuân theo chiều nắng phai, bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ.
tôi nhớ người. Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ mỗi khi thu về tôi nhớ người.